chiều qua tâm chị nha. Đấy, chiều qua tâm chị nha. Có không? Qua. Đấy. Nắm tay dẫn đi là chiều qua tâm chị nha. Nhà trên cây nè. Đấy, căn nhà này trên cây nè. Cửa sổ rồi, nhà cửa đầy đủ. Đây là làm khu vườn thu nhỏ, giống như Đà Lạt thu nhỏ quay về miền quê nè. Vòng vòng để vô lên coi kìa, kìa. Đâu có tàu, con đi chơi đi, đâu có tàu đâu. Để ghẹo con. Những gì lứt quá là làm ô đồng đồ nè. Nghĩa như cái farm ha. Ừ. Farm style. Tao thế nào rồi án là muốn ruột cho tao muốn ruột được không nhau muốn ruột thì người ta thả xuống đây á để cho bác á giản giả kiểu ấy á là khu vui chơi với nước nè. Vì đi được rồi, được rồi. Đi đi con ba mặt đầy đủ quá chung với thường. Ba này biết bơi mà không sao đâu. Chuông bồng bềnh ba lá nhỏ. Hello mọi người. Đoàn Minh Phúc đi rồi Ngô Minh đây. Đi bốn ba người trên chiếc không biết về chút còn mấy người đây. Đừng có cười. Nước trong xanh đã lóc bơi dưới rồi. Phèn á, phèn veo lạnh. Đây trồng chuối trồng mít là đúng bài luôn, chứ không có cây gì mà sốc quá trời. Cam nè. Nứa giò hay gì vậy? Nắng hơi đưa hai cái giò ra nắng sức kem vô sức nè. Độ má nóng mà đừng có lắc nha. Quên sức kem đừng có nắc nha. Không có đem đồ xuống á. Nản thì cái đeo gió rồi trùm. Làm như tháng được nhiêu anh? À, có tăng ca không? À. Ủa dạ. Đoàn anh là cũng có tự Cà Mau. Ủa, càng đi sâu càng đẹp. Nè, cái dù xuống đi. Cái cầu
Ồ, tới cầu rồi. Về cái nước đầm dơi. Gọi là cây cầu cây. Có chiếc cầu cây bắc ngang qua xôi. Sao nữa? Rồi sao nữa? Khum xuống chết mẹ. Hai bông đi, sao không ai hai bông vậy? Dám biết. Tới cái chỗ cái chỗ hồi nãy Đám Hòa. Nè, trồng quá. Ủa giống lo kèn của mình quá à. Cái gì nữa? Anh bắt hồi anh dở nguyên giáp á. Mà mơ chiều hình của bắt trọng nữa. À, chú lên tháp á. Ra ngoài đây rồi, đã ghê luôn á. Cứu tèo, cứu van. Ủa hình có bắt trọng đâu? Bắt trọng ở nhà ổng chứ đâu. Rảnh thì chứ. Ủa hình có bắt hồ đâu quên. Bên đây mới qua rồi. Chú quay lại. Chút là mình leo lên cái tháp nhìn thấy. Còn dưới này thì mình thấy như vừa qua. Chui chui chứ. Quá cầu ơi, mừng quá. Chưa. À. Trong cái này là cái gì nè? Cái dớn. Dớn. Dở không? Dở không? Dở thử à. Chưa. Hình... Hai cá lóc, hai cá rô. Chú vô nướng luôn. Cái tour này có nhiều thú vui chứ. Có cái không đi bắt ong hả? Bắt ong quá, mệt. Cái mặt tự là cái đít. Ê sao chạy không nổi hay sao rồi? Làm sao đi hết nổi rồi? Nghe hát nè, hát về miền Tây nè bà con ơi. Sông nước cua chèo xuồng miền Tây mênh mông làng nước. Con gái đưa đò đẹp rằng người chiếc áo bà ba. Cầu tre lắc lẹo khó đi em gái ơi giúp anh qua đò. Nhọc nhằn cho cuộc tình tôi. Ủa vô nữa ha. Im ba. À ơi. Trời ơi trời. Anh em tôi chuẩn bị vô rừng tràm U Minh rồi đây. Bo đâu rồi bo, đi bo. Rồi, đây chuẩn bị vô rừng tràm U Minh rồi đây. Đụng mát à. Đụng mát quá. Hấp dẫn luôn anh. Mát quá, mát quá. Sóng nước cua chèo xuồng miền Tây mênh mông làng nước. Cô gái đưa đò đẹp rằng người chiếc áo bà ba.
Bà con ơi, mất hết rồi. Bà con ơi, bà con ơi. Ơi giống kêu cứu à. Ờ đúng rồi, dừng chụp hình được đó. Càng ngày vô đây càng nhỏ. Lên tháp đi. Chưa. Bung dù à hả? Xin chào mấy chú mấy bác nha. Này chụp được nè. Rung cù sao cao dữ vậy? À. À, còn đây nè, cái là cái tháp đúng không? Cái tháp này mới làm xong à. Cao 20 mét hả em? Dạ. À. Chút mình lên cái tháp này rồi mình nhìn vòng cái khu rừng này. Dạ. Ồ, súng đẹp quá. Chui cầu, ha ha ha, vừa quá. Làm nãy giờ nhiều nó cười ra, cứ 2-3-3-2-3-2-3 nó cười nhau mở cái miệng luôn. Chúng lấy ra ăn cá nướng á. Làm gỏi bông súng. Ăn này no rồi nè. Ăn này no rồi đó. Đi ra. À, mấy này nó vô nó chơi mấy trò chơi nè. Chui cầu nữa. Ồ, có hai con heo sóc à. Con heo mọi. Heo mọi. Đúng là cầu cây. Rồi, 40 phút, 45 phút. Đi vòng vòng rừng gì, rừng gì hoa gì quên rồi. Hoa rừng U Minh. Bây giờ mình đã về đến đích rồi nè. Đây. Ê, từ từ lên nha, vui lắm, coi chừng té đó. À, đây nè. Mình lên kia dễ hơn, kia dễ hơn. Đó, sao giờ lên nè, không biết em nào rớt không. Tới luôn. À. Không xuống xe của ai lụm vô nha, vô chuẩn bị nước cá lóc. Để lại đi.
Ừ. Mấy anh kia dở cho anh kia dở cho mạnh mạnh đó chứ.